Mày hỏi cái vụ em kiểu anh Linh. Cái gì? Đang ngủ mà dậy sóng cả cộng đồng mạng mà. Khoan, em Linh. Okay. Em chào anh Linh. Quang Linh được dịp hỏi lý do em chọn anh Linh và câu trả lời Thùy Tiên khiến cộng đồng mạng thích thú. Đêm qua, trong cuộc gọi video với tỷ phú châu Phi Phạm Quang Linh, hay còn được biết đến dưới biệt danh Quang Linh Vlog, Thùy Tiên đã tiết lộ vì sao mình chọn Quang Linh trên sóng truyền hình trước đó. Theo nàng hậu cho biết, vì cô không biết những hình ảnh phía bên kia là diễn viên, người nổi tiếng nên em chọn anh Linh. Chỉ một câu nói của Thùy Tiên đã khiến Quang Linh thì tròn xoe mắt, còn Tiến Nguyễn ở cạnh bên thì cười như được mùa. Mày hỏi cái vụ em chọn anh Linh. Cái gì? Đang ngủ mà dậy sóng cả cộng đồng mạng mà. Khoan, em anh. Okay. Em chọn anh Linh. Cho qua đi anh Linh. Em chọn anh Linh. Vấn đề là em bị gài một bên thì là, ý là khi mà em đặt bên kia lại thì toàn là nếu mà diễn viên Hàn Quốc này kia, em đâu có biết là bên kia có diễn viên Hàn Quốc này kia đâu, nên là em chọn anh Linh. Hời ơi, tôi phái cái đoạn này hết sức. Đã cái nư, thuyền này cập bến chắc chắn rồi, chứ bạn thân nào dám hỏi thẳng như vậy. Ủa rồi mấy ổng bên kia cũng có showbiz nước ngoài mà ta. Showbiz Angola thì là nước ngoài chứ nhỉ. Còn các bạn nghĩ sao về câu em chọn anh Linh của Thùy Tiên khiến cộng đồng mạng dậy sóng? Để lại một bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết nha. Đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi.